Vâng, xin chào các bác. Đây là siêu phẩm Hoàng Gia mới nhất năm 2023 của Đỗ Thiên Phú. Các bác có thể thấy siêu đẳng cấp các bộ sản phẩm này. Và cái bộ sản phẩm này nhá các bác nhá, khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Và một điều đặc biệt em muốn lưu ý với các bác là tất cả những cái đường nét của bộ sản phẩm này nó đẹp như một bộ Hoàng Gia nguyên khối, khoảng 250 cho đến 300 triệu đồng cái đường nét và cái đường nét về thợ các bác nhá. Đặc biệt nữa là cái giá thành nó giống hệt sản phẩm trên thị trường. Giá nó tương tự như sản phẩm hàng chợ trên thị trường các bác đang theo dõi. Thì đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác nó đẹp như thế nào, nó khác biệt với sản phẩm trên thị trường như thế nào. Thì các bác hãy xem video này em giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy đây là phần trương các bác nhá. Đây phần trương cơ sở nhà em đục máy và sửa bằng tay. Tất cả những cái bông hoa hồng này, hoa lá tây này đều làm cực kỳ kỹ, thói bằng tay, sửa bằng tay, lạo hoạt cực kỳ kỹ. Và nó đẹp tiêu chuẩn giống hệt như hàng đục bằng tay 100% và mẫu cực kỳ đẹp. Và phần nọ này các bác này, phần nọ này cũng được đục rất là sâu, dày 8 phân được trên vong. Và cái dáng này các bác nhìn này, cái độ cong của trương. Cái trương này bình thường người ta pha dày 10 phân, nhưng mà đây nhà em pha dày tận 15 phân để vén cong này các bác nhìn này. Đây là cái chiều cong này, cơ sở em phải vén cong là cong 5 phân cả hai bên để cho nó cong dẻo cái bộ sản phẩm này. Tiếp theo vách đây các bác nhìn, phần vách em cũng làm vén cong này. Cái phần trương, phần vách, phần cột đều được vén cong. Cái phần vách này cơ sở nhà em pha là 6 phân, vén cong 3 phân là còn 3 phân đậu các bác nhá, cực kỳ đẹp và hàng trọn vân cực kỳ đẳng cấp. Các bác nhìn các đường nét cổ vách và phần trương, phần nọ cơ sở nhà em làm cách ra cực kỳ đẹp đều các bác nhìn này, rất là đẹp, vân veo đẹp này. Tê đây các bác nhìn cái tê này, đây cái tê nguyên khối cơ sở nhà em làm đủ là 29-30 phân, rộng là 15 phân. Và các bác nhìn này, các cái đường nét hoa văn nhìn nó rất đẳng cấp độc lạ. Và cơ sở nhà em đục cả cái phần giả da này các bác nhìn này, đấy, rất là đẹp như này ở đằng trước. Và cái cột cơ sở nhà em cũng làm cột tròn cong to hơn các bác nhá. Cái phần này cơ sở nhà em sửa tê rất là kỹ càng. Tiếp theo này các bác nhìn này, cái phần cong dạ của yếm này, dạ cong cua chanh yếm cong, một điều rất là đẳng cấp về cái phần mộc. Các bác có thể nhìn thấy cái ván này, cái ván em làm là dày 2, cua chanh dày 4. Và cái ván này cơ sở nhà em làm cong theo cua chanh. Bình thường các bác bắt gặp trên thị trường thì người ta chỉ làm thẳng lên đây thôi, người ta làm mộng mạng thẳng luôn đây thì nó rất là dễ, rất là đơn giản và rất là bình thường. Còn bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm cong cả ván, cả yếm, cả cua chanh luôn đấy. Và tiếp theo nữa là một phần vô cùng đặc biệt các bác nhá, là cái phần chân. Đấy, chân tiền này cơ sở nhà em làm là 16 phân các bác nhá, chân là chân 16. Đấy, bình thường các bác mua cái sản phẩm ở trên thị trường người ta chỉ làm chân 14 thôi. Đây cơ sở nhà em làm chân tiền 16 phân, cực kỳ đẹp. Yếm này các bác nhìn này, cái yếm này bình thường người ta pha là 3 phân rưỡi, cơ sở nhà em pha là đủ 6 phân đục xuống. Và cái chiều rộng, bản rộng này nhá, bình thường người ta làm có 13 phân thôi, cơ sở nhà em làm 18 phân để đục cái mẫu này. Các bác nhìn cái mẫu yếm này, cái mẫu yếm này đục là đục theo mẫu lối nguyên khối các bác nhìn này, rất là đẹp, kênh bong xuống rất là đẹp luôn nhìn này. Và đặc biệt là các cái chân này kết hợp với cả cái phần quai túi ở phần yếm rất là đẹp, hài hòa và sửa te rất là kỹ càng các bác nhá. Thì đây là phần mộc tô đấy nhá, hoàn thiện nó sẽ đẹp hơn nhiều. Tiếp theo nữa ở sườn này các bác nhìn này, ở phần ven này sườn này cơ sở nhà em làm vén cong luôn các bác nhá. Đây hồi vén cong, đây là chỉ những cái chi tiết vén cong của hồi này thì nó chỉ có ở trong những sản phẩm vô cùng đặc biệt và vô cùng đẳng cấp thì mới có thể vén cong được cái hồi như này. Bình thường các bác xem các sản phẩm trên thị trường thì 100% là cái hồi này là làm thẳng hết các bác nhá. Làm thẳng thì nó kỹ thuật nó cực kỳ thấp và rất là dễ làm và nó tối ưu được chi phí. Còn đây nhà em làm cong để cho nó đẹp, tại vì mục tiêu của sản phẩm cơ sở nhà em làm ra nó phải là đẹp và đẳng cấp, tức là nâng cấp sản phẩm mỗi ngày để cho nó đẹp đẳng cấp các bác nhá. Đây tiếp theo đây các bác nhìn cái kích thước của ghế đơn thì em làm là rộng tận 1m2, rất là to, kích thước dài to 1m2. Đây độ cong đây, các bác nhìn cái dáng ghế, độ cong này cao là 1m45 và sâu là 80, rộng 1m2. Và cái phần cong này, trước này cơ sở nhà em làm đủ là 13 phân vén cong đi các bác nhá, 13 phân vén cong đi đục kinh cong xuống, các bác nhìn này rất là đẹp nhá. Và phần vách này cũng làm dày 6 phân vén cong cả hai bên các bác nhìn này. Và ở giữa còn đậu 3 phân cực kỳ đẹp, các bác nhìn thấy rất là đẳng cấp. Cái tê là tê nguyên khối và được đục quai túi các bác nhìn thấy rất là đẹp luôn. Cua chanh, đây các bác nhìn cái phần cua chanh ván các bác nhìn này, cua chanh ván làm vén cong theo cua chanh rất đẳng cấp đấy các bác nhìn này. Cái phần này, đây, cái phần này các bác nhìn này. Bình thường là người ta chỉ làm thẳng nhẹ thôi các bác nhá, rất là bình thường. Cái bộ sản phẩm này làm cua chanh vén cong luôn, nó yêu cầu kỹ thuật cao và thợ bình thường không thể làm được. Và tiếp theo các bác nhìn cái độ cong này, độ cong của cái phần chân này, cong yếm này, hồi này, cong mặt tiền này rất là dẻo,
cơ sở nhà em bình thường người ta bán vén cong chỉ có 1 phân đến 2 phân. Thì đây cơ sở nhà em là vén tận là 5 phân. Đấy các bác nhá, vén tận 5 phân. Đây chân là chân 16, nhìn nó rất là đẹp đẳng cấp và đục kinh bong các bác nhìn này. Đục kinh bong mà cái mẫu chân này là cái mẫu chân mới nhất cập nhật và được làm theo là cái lối là lối nguyên khối, các bạn nhìn nó rất là đẳng cấp. Cái yếm này cũng được làm rất là rộng, bản rất là rộng, dày tận 4 phân vén cong. Và đặc biệt đây các bác nhìn này, phần cổ chỉ xen dẹo. Và tiếp theo đằng sau là em giới thiệu các bác này. Đây đằng sau này, đây là một cái điều công dụng tinh chế của bộ sản phẩm này. Khuôn tranh vén cong, cột cong, cổ chỉ cũng cong luôn theo cái phần yếm này các bác nhìn này. Nhìn lên cái bộ ghế các bác nhìn nó rất là hài hòa này, nó cong, nó vén cong kẹo bắn nhẹ, nó cực kỳ đẳng cấp. Đây nguyên khối này, rất là đẳng cấp luôn các bác nhìn này, bộ sản phẩm này. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác cái bàn đây. Cái bàn nó vô cùng điên rồ các bác nhìn này, vàng vân cũng cực kỳ đẹp như này rồi nhá các bác nhá. Và vén cong tứ diện này. Đặc biệt các bác nhìn cái phần góc bàn, cái góc chân bàn này các bác nhìn xem này. Đây các bác xem đây, cái chân là chân 16 và chân của nó là chân cong này, yếm cong này. Cổ chỉ cong xen dẹo này. Rất là đẹp và đẳng cấp, các bác nhìn thấy bộ sản phẩm này nó quá đẹp, nó thật các bác đấy. Và em áp dụng tất cả những cái gì đẹp nhất của bộ sản phẩm này, em làm vào bộ sản phẩm này. Ngoài ra thì cái bàn này kích thước rộng là 81, dài là 1m61, mặt khuôn tranh rất là đẹp. Và yếm này, các bạn nhìn cái phần yếm này rộng tận 18 phân vén cong. Các bạn nhìn cái yếm bàn và cái chất bàn to, nhìn cảm giác cái bàn nó rất là vẹ vẹ, rất là đẹp và đẳng cấp. Cái đôn cũng được vén cong tứ diện, cái đôn kẹp cũng được vén cong tứ diện luôn các bạn nhá. Cái đôn kẹp cũng làm rất là to đẹp, yếm rộng mà các bạn nhìn. Cái yếm đôn này nó cũng rộng tận là 15 phân. Bình thường người ta làm cái yếm đôn chỉ có rộng 10 phân thôi, đây anh em làm 13 phân và vén cong 15 phân vén cong các bác nhá, rất là đẹp đây. Cổ chỉ thì lại đục xen dẹo đây. Chân đây, các bác nhìn cái dáng chân này, kể cả cái đôn nó cũng thể hiện sự đẳng cấp của cái đôn kẹp ghế. Cực kỳ đẳng cấp bộ sản phẩm này. Và em xin nhắc lại, bộ sản phẩm này thì giá thành nó vô cùng bình dân so với tất cả những cái sản phẩm. Và đặc biệt so với cái chất lượng và cái độ đẹp của bộ sản phẩm này. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình. Và cơ sở nhà em cảm ơn các bác đã theo dõi video và hãy nhớ cho em thêm sự ý kiến đóng góp, góp ý. Và các bạn thấy đẹp và thấy xấu đâu, các bác cho em xin ý kiến đóng góp để cơ sở nhà em nâng cấp sản phẩm lên đẹp hơn nữa để phục vụ tất cả quý khách hàng. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.